Chiều nay, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch số 185 ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tại huyện ủy Tiên Lữ. Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lữ đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các kế hoạch hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác đại hội đảng các cấp tới toàn đảng bộ huyện, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Hiện hai đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ xã An Viên và Đảng bộ công an huyện tổ chức thành công đại hội. 35 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy còn lại đều chuẩn bị các điều kiện khác để tổ chức đại hội. Huyện cũng đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, tổ chức thảo luận góp ý và báo cáo chính trị của huyện, xây dựng đề án nhân sự đảm bảo theo các quy định hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Hưng ghi nhận những kết quả của Tiên Lữ đã đạt được cho công tác phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua, đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời yêu cầu Huyện ủy Tiên Lữ cần coi trọng chất lượng báo cáo chính trị, trong đó phải rõ định hướng, mục tiêu 5 năm tới là gì, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội cần có sự đột phá và có tính khả thi, nên cập nhật tình hình trong nước quốc tế và của tỉnh trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 vào văn kiện của Đại hội Đảng bộ huyện. Về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, huyện cần đảm bảo theo các hướng dẫn của Trung ương, nhất là việc đổi mới 30% cấp ủy khóa mới, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tuy nhiên, phải lựa chọn được cấp ủy có uy tín, trình độ và nhiệt huyết với công việc, tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết kịp thời những kiến nghị của cán bộ đảng viên và người dân. Bên cạnh đó, huyện Tiên Lữ cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội sau khi hết dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự tại địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo của huyện.